Hello, chào tất cả mọi người nhé. Chào quý anh chị em, cô dì chú bác ở đây. Bây giờ Pu sẽ đi dẫn mọi người cùng xem những cái công việc hàng ngày của Pu và anh em người vùng cao sẽ làm những công việc gì. Hiện tại thì Pu đang rảnh rỗi đi chở hàng hóa về, đi bò trúc để xe bò mình ở đây, đi bò trúc cho cô chú, các chú làm ở trên này. Thì hiện tại thì đang rảnh rỗi thì đi thăm cái vườn trúc một tí và xem cái đường đi của mình sẽ ra sao và như thế nào. Mọi người cùng theo dấu chân của cô đi nhé. Đây, cái đường mình chở trúc lên nhá, nó thật sự là rất là dốc. Hôm qua đường chân mình phải quấn xích, bây giờ vẫn còn chưa tháo đấy nhá. Chúc anh em các chú vác ra đây. Đây là cái cung đường Pu sẽ dẫn mọi người cùng đi xem cái công việc ở vùng cao nó sẽ ra như thế nào và cái đồng tiền nó sẽ vất vả từ đâu. Đây này, các chú vác rất khỏe, bó rất to. Mình cùng theo Pu đi xem nhá, cái cung đường của anh em các chú các bác làm vật chuyển trúc ra đây sẽ như thế nào nhá. Thì tại cung đường nó rất là hiểm trở và rất là khó, toàn núi đá. Thực sự cuộc sống ở vùng cao ở đây thì rất là vất vả. Muốn có cái đồng tiền vào túi ấy, thì không biết bao nhiêu công sức mồ hôi thì mới có được. Cái này thì trời nắng thì cũng thấy bình thường, nếu mà trời mưa thì cũng thấy trơn trơn đấy mọi người ạ. Đi rất khó. Không biết vườn trúc là khoảng cách đây sẽ bao xa thì mọi người cùng theo dấu chân Pu nhé. Đây rất dốc, đây dưới này là nó rất bàng nhưng mà trên này thì rất dốc luôn, toàn núi đá. Cũng không rõ là hiểu là tại sao hồi xưa lại có một vườn trúc ở đây mà. Vâng, sau 10 phút thì bây giờ Pu cũng đã đến vườn trúc rồi, đến dưới vườn trúc. Thì bây giờ anh em đang làm việc ở trên, nghe thấy tiếng kêu rồi nhưng mà cũng không biết là khoảng cách bao xa nó sẽ đến. Đây, vườn trúc đây. Đây, hiện tại thì cũng đã đến vườn trúc và các bác chú và các anh em đang làm. Ayo, chào chương trình, chào khán giả đi nào. Hãy subscribe.
Chào chú Phâu. Này nha. Ây dồi. Nó xe là liếu đấy hả? Quả này mày nó bành này. Yêm yêu tại ta hấp quên chung. Phải là tươi không bởi tại quay tới với lụng. Mà tạo còi nhỉ? À mà tạo chẳng à? Ờ. Hả? Đây nhá, cũng vác chúc nhá, làm chơi thôi. Đây. Ây da, cuối cùng cũng đến rồi đây này. Đến rồi, đến rồi, đến xe rồi. Vác bó ngắn nhất là mình vác nha. Nhá, chào mọi người nhá. Video kết thúc tại đây.